Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh Học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học toán online. Rồi bây giờ mời các em mở sách Toán lớp 3 trang 10. Ôn tập các bảng chia thì đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 tính nhẩm 3 x 4 3 x 4 số 3 được lấy 4 lần ta có 3 x 4 bằng 12 nếu em nào mà quên không nhớ 3 x 4 bằng bao nhiêu thì ở đây 3 x 4 thực chất ra là số 3 được lấy 4 lần tức là các em lấy 4 số 3 các em cộng với nhau thì chắc chắn kết quả của nó bằng 12. Rồi nếu 3 nhân 4 bằng 12 thì số 3 người ta gọi là thừa số. Số 4 người ta gọi là thừa số và kết quả của phép nhân là 12 người ta gọi là tích. Nếu các em lấy tích mà chia cho một trong hai thừa số thì các em sẽ được kết quả là thừa số còn lại. Tức là lấy 12 chia 3 thì sẽ bằng 4 Còn nếu lấy 12 mà chia cho 4 Thì sẽ bằng 3 Ở đây 12 chia 3 bằng 4 Như vậy 12 chia 4 bằng 3 Các em chỉ cần hiểu là Lấy tích chia cho một trong hai thừa số Thì chúng ta sẽ được kết quả là thừa số còn lại Rồi tiếp theo Các em nhẩm 2 x 5 2 x 5 bằng 10 Số 2 được lấy 5 lần Nếu các em quên mà không nhớ 2 x 5 bằng bao nhiêu Thì các em lấy 5 số 2 Các em cộng với nhau Thì chắc chắn kết quả của nó bằng 10 Rồi 2 x 5 bằng 10 Tương tự Như phép tính trước Ta có 10 chia 2 thì bằng 5 Nếu lấy 10 chia 2 thì bằng 5 Còn nếu lấy 10 chia 5 thì bằng Bằng 2 5 x 3 5 x 3 bằng 15 rồi 15 chia 3 Các em chia số 3 đi Thì được 5 Còn 15 mà chia cho cho 5 Các em chia số 5 đi Thì còn lại là Thì được là, là 3 Rồi 4 x 2 Số 4 được lấy 2 lần 4 x 2 bằng 8 Như vậy 8 chia Chia 2 thì bằng 4 còn nếu lấy 8 chia 4 thì bằng bằng 2. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính nhẩm. 200 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Thì để thực hiện phép nhẩm 200 chia cho 2 thì các em sẽ viết ra đấy nháp là 200. Các em viết như thế này. 200 chia cho 2 ở đây các em chỉ cần nhắm phần số thôi. Phần chữ các em giữ nguyên. 2 chia 2 bằng 1. Như vậy là 200 chia cho 2 bằng 100. Và bây giờ các em chỉ cần viết số 100 vào kết quả. 200 chia cho 2 bằng 100. Thì theo mẫu các em sẽ nhắm câu a e là 400 chia cho 2. Các em lấy dây nháp ra. Các em viết như thế này. 400 chia cho 2. Ở đây các em chỉ việc chia phần số thôi. Phần chữ các em giữ nguyên. 4 chia 2 bằng 2. Như vậy là 400 chia cho 2 thì bằng 200. Và các em viết số 200 vào. Các em nhớ là viết số 200 nhé. Chứ không phải viết là 200 như thế này vào. 200 như thế này là các em chỉ nhẩm ra thứ nhất thôi. Các em làm ra thứ nhất thôi. Rồi 600 chia cho 3 các em viết ra đánh nháp 600 chia cho 3. Ở đây các em chỉ việc chia phần số thôi, phần chữ các em giữ nguyên. 6 chia 3 bằng 2, tức là kết quả bằng 200. Và các em viết số 200 vào. 400 chia cho 4. Các em nhẩm 4 chia 4 bằng 1, như vậy kết quả bằng 100. Các em viết số 100 vào. Rồi tiếp theo là câu B, 800 chia cho 2. 800 chia cho 2. Thì các em lấy 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 2 bằng 4, như vậy kết quả bằng 400. Các em viết số 400 vào. 300 chia cho 3. Các em lấy 3 chia 3 bằng 1. Như vậy kết quả bằng 100. Các em viết số 100 vào. 800 chia cho 4. Các em lấy 8 chia 4 bằng 2. Tức là kết quả bằng 200. Các em viết số 200 vào. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc. Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt bài toán. 4 hộp có 24 cái cốc. Như vậy một hộp thì có bao nhiêu cái cốc? Ở đây các em hình dung bài toán như sau. Chúng ta có 4 hộp. Bây giờ các em lấy 24 cái cốc này, các em chia đều vào và 4 hộp. Sau khi chia hết thì các em đếm xem là mỗi hộp được bao nhiêu bao nhiêu cái cốc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Vừa hết 24 cái cốc. Thì lúc này mỗi hộp có 1 2 3 4 5 6. Mỗi hộp có 6 cái cốc. nhưng vấn đề ở đây là nếu các em không chia như thế này các em không vẽ hình như thế này thì làm sao các em biết được là mỗi hộp có 24 cái cốc? Ở đây các em chỉ cần hiểu là 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp, tức là các em lấy 24 cái cốc các em chia đều vào 4 hộp. Như vậy là các em đã thực hiện phép chia là 24 chia cho 4. 24 chia cho 4 thì bằng bằng 6. Như vậy mỗi hộp có có 6 cái cốc. Rồi cụ thể thì các em sẽ giải bài toán này như sau. Số cái cốc có trong mỗi hộp là các em lấy 24 chia 4 bằng bằng 6 cái. Như vậy đáp số là 6 cái cốc. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 4. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào? Ở đây chúng ta có các phép tính và các số. Thì đầu tiên các em thực hiện phép tính là 24 chia cho 3. 24 chia cho 3 bằng bao nhiêu? Muốn biết 24 chia 3 bằng mấy thì các em nhẩm xem 3 nhân mấy bằng 24. 3 nhân 8 bằng 24. Như vậy 24 chia 3 bằng 8. Các em nối phép tính này với số 8. Tiếp theo là 4 nhân 7. 4 nhân 7 bằng 28. Các em nối với số 28. 32 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Muốn biết 32 chia 4 bằng bao nhiêu thì các em nhẩm xem là 4 nhân mấy bằng 32. 4 nhân 8 bằng 32. Như vậy 32 chia 4 bằng bằng 8. Các em nối với số 8. Rồi 4 nhân 10 bằng 40. Các em nối với số 40. Tiếp theo là 16 chia cho 2 các em nhẩm xem là 2 nhân mấy bằng 16. 2 nhân 8 bằng 16, như vậy 16 chia cho 2 bằng bằng 8. Các em nối với số 8. 24 cộng với 4 thì dễ rồi. 24 cộng 4 bằng 28. Các em nối với số 28. 3 nhân 7 bằng 21. Các em nối với số 21. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Và các em có thể xem các video về tiếng Việt lớp 3 tại kênh Thành đô Vlog. Các em chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Thành đô Vlog là các em sẽ tìm được kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.